mua sách cho bà ta để tạo công đức. Cho đó là một đạo thực tế trên thế giới này. Bởi vì thế giới này có ba loại đức: công đức, ác đức và phước đức. Muốn chọn cái nào? Ác đức thì đi đi ở trong cái trái đất này, còn phước đức là thì đi lên, nhưng mà nó đi ngoài cái trái đất. Công đức thì đi ra ngoài tam giới luôn. Phước đức đi ra ngoài cái đất kia còn nằm trong tam giới. Công đức đi hẳn ra ngoài trở về Phật giới luôn. Ba cái công đức này phải hiểu. Nó thì mình cố gắng là tạo công đức và tạo một cách rõ ràng, một thực tế. Nhưng mà thực tế và khoa học đàng hoàng, Đức Phật Phật ông nói là khi dạy tất cả những gì mà đi học tạo của Như Lai thì phải hiểu cho rõ. Đừng có nghe đâu mà tin đó. Thì sẽ tự đúng bằng thực tế và khoa học, chứ không phải nghe ai nói gì cũng tin. Thế thì cố gắng đi phải tin. Con xin cảm ơn viện trưởng và anh thị sự ạ. Thưa cho mọi người, tại cái hai cái câu hỏi này á, nó không có giống câu hỏi mà nó là giống câu nói mà nói thì là trong mắt của tôi tôi cho con hỏi này, cái suy nghĩ mà không bị sức hút của vật lý âm dương của trần gian này là cái suy nghĩ của tánh thanh tịnh, tức cái suy nghĩ của Phật tánh này, câu số 1. Còn câu số 2 là cái suy nghĩ mà bị sức hút của vật lý âm dương đây trần gian này nên bị sanh ra cái nhân duyên, vì có nhân duyên nên sanh ra cái kết quả gọi là nhân quả, đó là cái suy nghĩ của tánh người bị linh hồn nhé. Cho con hỏi hai câu này á thầy, có gì lúng túng đó thầy? Thì hai cái câu này là trong sách đã có ghi rồi, nhưng mà ý câu hỏi nó không có ra câu hỏi. Bây giờ tôi nói câu hỏi này. Tất cả mình sống ở trên cái đất này suy nghĩ đều là suy nghĩ có hai chiều. Một suy nghĩ là về mình, suy nghĩ giúp người khác trở về Phật giới. Nếu mà anh suy nghĩ giúp người khác hiểu cái này thì anh có công đức anh về Phật giới. Còn suy nghĩ mà để cho người hơn thua gì ta hay là suy nghĩ của luân hồi, nên nhớ rằng thành ra trong đạo Phật có nói câu là suy nghĩ giúp người khác gọi là suy nghĩ trong thanh tịnh, còn suy nghĩ mà hại người ta là suy nghĩ của phàm phu, của người khác. Nắm hai cái giới này, nhưng mà suy nghĩ tất cả thế giới này phải suy nghĩ á, nhưng mà suy nghĩ làm thì suy nghĩ làm khác, suy nghĩ tạo công đức hay suy nghĩ tạo công đức, nó có hai cái giới này để hiểu cái nguyên tắc đó này. Giờ khi cái đó cái câu suy nghĩ, còn cái câu thứ hai là đi cái suy nghĩ mà bị sức hút của vật lý âm dương lên trần gian này nên sinh ra cái kết quả nhân duyên đó. Đó gọi là bị cái linh hồi đó, tánh người đó thầy. Thầy giải thích cho con hiểu đi. Suy nghĩ theo tham á thì nó bị linh hồi. Dạ. Nên nhớ suy nghĩ tham, linh hồi, suy nghĩ mà để giúp người khác giải thoát là suy nghĩ thanh tịnh, là suy nghĩ của bậc thánh nhân. Dạ. Hiểu nguyên tắc. Chứ ông thánh nhân thì cũng tứ đại thôi, chứ không phải ông nói giỏi gì, ông cũng bắn một phát ông nhận chết thì được. Nha, còn mình tạo tu bắn phát cũng nhận chết. Bởi vì cái tâm linh này là cái suy nghĩ để giúp người ta giải ngộ giải thoát, đó là của tánh Phật đó. Còn suy nghĩ mà hơn thua là của tánh người. Mình có hai tánh đó, tánh Phật, tánh người. Tánh Phật là muốn đưa gì đây, còn tánh người thì muốn luân hồi. Căn cứ vào hai cái giới này mới hiểu được cái đạo Phật, mới hiểu được cái thiền tâm đạo Phật. Còn nếu không hiểu hai cái này đầu đó dạ, năm này tháng kia cũng đã biết vậy. Anh đến đây, anh đi tất cả những các chùa Phật lý nha, tao đơn giản hòa thượng giảng mấy chục năm, hỏi giác ngộ gì không nói mà được rồi, đâu quên rồi, đó phải hiểu. Dạ, còn hỏi có ông thầy, xin cảm ơn thầy. Chú cho con xin hỏi cái câu này,
coi như chú dựa vào đâu và kinh nào mà chú giáo nói là coi như ngài là A La Hán mà chưa được giải thoát theo trọn định. Những cái kinh nào nói là A La Hán là chưa giải thoát? Cái này nè, trên Đức Phật ông nói trong cái thấy đất này là nó sinh nhân quả. Sinh nhân quả thì trên cái đất này nó đi hai nơi, một là ở trong cái đất, hai là đi ra ngoài khỏi cái đất, nhưng mà còn trong tam giới. Căn cứ vào cái này thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có nói thế này nè: tất cả những gì mà dụng công tu hành đều chứng đắc đó, mà chứng đắc trong nhân quả luân hồi thì A La Hán là cái gì? A La Hán, tất cả những đệ tử của Đức Phật đều là A La Hán đó, nhưng mà không nào giải thoát được, hoàn toàn không được. Chỉ có cái ông tổ này à, tất cả ông A La Hán chứ không có là A La Hán này. Mà tất cả những ông kia là chúng ta đang kể một kiền liên cũng là A La Hán, nhưng mà làm sao giải thoát được? Mà bởi vì căn cứ vào cái quyền ký nói cái này là tất cả những động tác ở trong cái đất này hoàn toàn là bị luân hồi hết. A La Hán không giải thoát thì tại sao mình phải nghiên cứu cái này? A La Hán mục đích của đây là ngồi thiền cho giỏi, có thần thông. Mà nguyên tắc cái đất này nếu anh có ngồi thiền giỏi thì đúng, còn ngồi thiền nói mà anh có phước đức âm thì anh vào loài thần, còn anh có phước đức dương thì anh lên cõi trời vô sắc. Nếu ngồi thiền giỏi, ngồi thiền tuyên đối tại tình, anh có phước đức dương lên trên cái cõi trời vô sắc, rồi vô sắc. Còn bây giờ tất cả những vị A La Hán hoàn toàn không có hiểu cái này mà chỉ ngồi thanh tịnh rồi bây giờ chết đâu rồi. Dòng tộc không cho, dòng tộc là gì ạ? Dòng tộc nói là thanh tịnh này nó không có nằm ở trong dòng tộc, vô dòng tộc thì đi theo quy luật luân hồi, còn đi ra là vô hồn thì không nhận được nữa. Bây giờ thành không cho, rồi sao? Giờ là hạt sống đầu, có nghĩa là La Hán chữ tiếng trung tiếng là tiếng Sanskrit nó là A La Hán, còn tiếng mình nó gọi là con người bất động hoặc là con người tinh tỉnh. Thì giờ thích bây giờ ở thành phố thì anh phải làm ăn, ở quê thì phải làm ruộng, anh không làm hai cái này rồi sao? Thì chỉ ở vô rừng thì là phải trái cây ăn, chui vô hang núi để sống. Là quan con không giải thoát được. Căn cứ vào cái quy luật nhân quả luân hồi, A La Hán thoát ra ngoài cái này. Nhưng mà A La Hán nếu mà nói cho người cũng hiểu á, A La Hán giải thoát quan con, nhưng mà giải thoát bằng thân tứ đại, giải thoát sinh tử luân hồi A La Hán không biết. Đó căn cứ vào kinh điển đàng hoàng, chứ không phải. Và chỉ có thiền tâm mới dám nói cái này, chứ cũng xin lỗi tất cả những vị tiểu thừa không biết cái này. Thành ra được ưa tranh luận, bởi vì tôi nói là có ba thầy ông đòi tranh luận, tôi phải mời về chùa đi. Rồi tất đây muốn nói cái gì về A La Hán này, tôi đồng ý tôi mời, nhưng mà sao không học chịu rồi học chịu về đây mà tranh luận. Mà tôi nói là tôi tranh luận bao hết, anh thua anh cũng được, anh ăn cũng được, anh thua anh ăn, tôi tạm anh là 50 triệu, còn thua tôi không lấy anh nào đâu. Về đây nhưng mà dưới điều kiện đó thì phải có luật sư là tiếng tôi lo hết, có báo chí đến tham dự luật pháp cho đại chúng nghe. Các con đâu có dám đâu, tôi bảo tôi giờ tạo điều kiện cho ông rất dễ dàng, bảo dám. Bây giờ thế giới nhân quả chân lý này, bất cứ ai một hành động một anh mà ngồi anh cầu thiền là tôi lại anh bị lưu bị nhân quả đó. Giá là hám là gì, gọi là chúa cầu thiền, tổ sinh tiền mà cháu đã ra này thì làm sao giải thoát? Có nghĩa là giải thoát sinh sự thoát cái thân này, anh không vô dòng tộc có đề cử đi đầu làm người, còn anh vô trong hang núi nở có ai kêu anh sống bao nhiêu kỳ mấy ngàn năm luôn đó, thì được chắc chắn là giải thoát. Bây giờ nếu mà kéo về nhân quả tôi ngồi đã là không có tàu phu
thì không giảm sanh, còn không có công đức thì làm sao về giải thoát, giải thoát sanh. Nếu những cái quy luật nhân quả đó không, ta là không có gì. Và cái này nó rất tế nhị, nhưng mà hỏi ví dụ muốn hỏi cái này phải tranh luận từ chi tiết. Cái người đó là tu thành A-la-hán rồi là đây, vậy thì anh tu sẽ nói là A-la-hán như thế nào, anh sống cuộc đời như thế nào đó tôi nghe. Anh tịnh được nha, anh được quyền tịnh đó, nhưng mà đến nhớ là anh sẽ bỏ cái thân, nghệ có cái thân. Chứ còn cái mà nhân quả, cái tánh người anh không thoát ra được đâu. À, phải hiểu cái đó này, cái này nó phải mổ xẻ rất sâu. Mà nói cái căn bản, bây giờ nói thì là thế đất này chứng là đã bị luân hồi trong này, chứ các cái gì trong này cũng làm không được, quy luật chân lý rồi. Anh nói, bởi vì Đức Phật, đạo Thiện Tông là không có dụng trò chứng đắc. Anh muốn có con đứa anh về thì anh thoát ra ngoài cái tam giới này, về Phật giới ở, không có nhân quả. Còn ở trong cái đất này làm gì cũng nhân quả hết. Đó, A-la-hán căn cứ vào cái này. Nhưng mà cái này có nhiều vị mà đứng ra mà làm trọng tài, được sư làm trọng tài thì mới giải mã được cái này. Chứ bây giờ anh hỏi về thì có nhiều khi trình độ anh tiếp thu không nổi đâu. À, muốn tiếp thu được, bữa nào kiếm một bà lá là lên. Tôi hôm nào mà tôi tỉnh tỉnh, 5 phút sau tỉnh là lên. Bởi vì tôi sẽ quy động là tất cả báo chí là để tranh luận cái này. Được không? Phải tiếp tục. Dạ, theo chú nói thì con nghe đó, nhưng mà con cũng phải để tư duy là con nhìn. Theo con biết á, thì chú nhìn ra thì chú thấy ông Phật Thích Ca mình, ông tu không có đạt A-la-hán không, nhưng mà ông có giải thoát rồi. Và cái thứ hai nữa là coi như là con thì con tu ở chùa Phật Quang, mà về thiền tiểu thừa thì ông sư phụ ông nói là A-la-hán giải thoát. Mà con coi kinh nên con thấy chú nói gì rồi con cũng hiểu rõ, con coi cái này thế nào, mà một bên thì coi như bên chùa Phật Quang thì nói giải thoát, mà bên chùa Thiện Tâm Tăng Diệu thì nói còn giải thoát. Là chú giải thích con cũng nghe là quá, tại vì Đức Phật là có đạo A-la-hán mà, theo con biết mà. Giờ trước mắt là bữa nào mời ông Phật Quang lại đây thì ông nào nói á, cái là đây tôi bao hết từ tiền xe này mà mỗi người như tôi một thầy ở đây một ngày tôi gửi cho 500 là đây tranh luận. Còn vấn đề ông Thích Ca có thành A-la-hán, ông Thích Ca vẫn thành A-la-hán. Tại sao? Là khi mà ông cũng như đang ông bảo á, con trở lại thế giới là người này phải tu tất cả những pháp môn đều chứng hết, để cho người ta biết rằng con đã tu đạt được cái cảnh giới đó. Cảnh giới ai là dân ông con Thích Ca đã được A-la-hán nhận được. Nhưng mà ông nói tận sau cùng một câu nói sao? Tất cả đều bỏ chỉ trong luân hồi từ năm pháp môn. Có nghĩa là bây giờ một võ sư mà kiểu mà đen đen rồi thì tất cả những cái thế võ nhỏ ông phải hiểu hết, thì ông phải qua hết. Còn Phật Thích Ca này, ông muốn tu giải thoát thì những cái pháp môn gì ông phải qua hết, thí nghiệm hết mà qua hết. Là vì 6 năm để mà rồng tu khổ hạnh, trong đó cái pháp môn A-la-hán là đầu tiên. Rồi sau đó lý lượng, rồi sau đi tìm kiếm những Phật niệm chú. Niệm chú ở đây là nên nhớ là có một đường, có một lần mà Đức Phật có nói là ông chỉ nhìn cái con cá này nó bay, giống như người ta bắn đi xuống. Nó có thành công, chứ không có thành công, nó tương đương với vị thần làm sao đó. Nhưng mà ông nói là nếu mà muốn khỏi cái luân hồi thì giải thoát cái này đi. Vì thế mà trong kinh cũng nói là tất cả điều bỏ thì trong luân hồi năm cái pháp môn này. Và chỉ có pháp môn này mới vì nó khó rồi, ông không dạy được. Nếu mà tu một chứng này chứng cái kia thì không khó. Thành ra bây giờ thì tại sao Thiền Tông bây giờ muốn cho con bố ra mấy ngàn năm sau? Bây giờ nói xin lỗi trước giải phóng công bố đầu thôi. Chùa nào ở Sài Gòn cũng cúng đây cũng cúng, chứ không có chùa nào cũng cúng. Mà bây giờ nó vừa nói ra thì rất sốc, và công bố ra thì mỗi cái năm 6 tháng đang đi. Nhưng mà giờ thấy nó sốc rồi, mà thầy tôi cũng ráng đầu đây tôi trả lời chuyện vài tháng nữa nó mấy nó làm quá tôi trốn chết giam đứng này nói. Đó, bây giờ còn nói chuyện A-la-hán thì ông sư phụ nếu mà ông Phật
rồi về Phật Quan Phật về cái là đây mời để tôi cho ông hết. Nếu ông này thì ông là tôi thuê cho cái xe 15 chỗ á, tiếng 15 người, tôi bao xe một người trong đó là tôi ở cho 500 ngàn rồi. Còn chuyện báo chí và cũng là lưu sư là tôi bỏ. Nếu ông chắc chắn giải thoát thì phải chứng minh rằng giải thoát bằng nói một cách khoa học rằng là chứ không phải mà nói cho mà nó tưởng tượng đặc biệt là thôi. Bởi vì Đức Phật nói là tất cả những gì như lai nói ra thì phải kiểm chứng bằng khoa học. Chứ bây giờ ông nói là bây giờ ông nói là ba cái dế này ăn đứt xuống đứt và con đứt. Mà từ nếu mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa công bố dù công đức không ai biết được. Tất cả trước qua cái chùa Tân Diệu mà công bố ra thì tất cả trong nước và nước ngoài làm gì không công đức hết. Tất cái đình, cái biểu, cái A cũng công đức. Mình thấy ta không hiểu. Rồi bây giờ thì nói ra bây giờ tại làm sao mà ở đây á, tôi nói thật. Khi mà có anh chị đã hỏi tôi về ông Thích Nhật Từ đó là truyền thì công tử tôi nói ông Thích Nhật Từ đó là ông này loạn ngôn, giáo hội trung ương gọi tôi liền. Tôi nói nếu mà có danh từ nào nặng hơn tôi nói nặng hơn. Một tỷ để thực tế tử Phật mà không thể chỉ chê ông thật nữa. Truyền thì không chuẩn, ông thầy Phật buông mà rồi, ông thầy Phật buông mà nói ông Phật truyền thì không chuẩn. Mà đầu tiên ông nói là cái thiền tâm này là của người Trung Hoa chứ không phải của Đức Phật. Rồi sau đó ông nói là tiền thì không dẫn xuống, ông phủ nhận cái đầu sau đó căng chề à, một vị tiến sĩ mà mềm dễ thôi. Còn bây giờ tôi nói sẽ ông Hoàng Quang mời anh về đó đi, muốn đi 30 người thuê 2 cái xe, tôi trả tiền đó. Có một người đi tôi tặng cho 500 ăn nào vào. Nhưng mà đến đây phải hỏi à, cái tên lượng cho ra. Nhưng phải đến đây thăm chùa là tôi không bài cái này. Tôi sẽ tổ chức một cuộc chắc chắn đàng hoàng. Tôi cho báo chí nó xin lỗi, mời 50 báo chí tôi mời cũng được, luật sư muốn mời những người tôi mời cũng được. Tôi có khả năng này. Đó bây giờ dân đáng thì hỏi đi. Chúng cho một có ý kiến này là coi như trên cái mạng mà Facebook con cũng coi ở ngoài chùa Ba Vàng á, thì có cái cô Phật tử đó cũng nắm trong cái đạo vàng mà 300-400 người, cô đó cũng phản bác là coi như trong chùa Việt Tâm này nói là A La Hán không được giải thoát. Cái là cô nói là cô Phạm Thị Yến trưởng đạo tràng và Quan Cú Phi đó đó cũng vậy. Thì nhưng mà tôi nói thật á, đừng có buồn cô đó. Tôi chính đích thân tôi phải cảm ơn cô đó. Vì nhờ cô đó mà bây giờ ba người tu ở chùa Ba Vàng xin vô đây ở tôi một tuần rồi. Nếu chỉ Thiền Tông có 22 người cũng nhờ cái câu nói của thầy. Bí mật Thiền Tông 6 người trong đó có cô đó. Vì khi cô được truyền thiền rồi á thì cũng có đem một số mà cũng cái công bố huyện ký ông chứ lấy 50 cái huyện là cái gì cũng phá hết cho cái chùa Ba Vàng. Nhờ cô Phạm thì ai làm thì yến này nè chửi cái chùa Thiền Tông Tân Diệu mà đưa lên cho mọi người, người ta cũng để quan sát này quan sát cái cuộc và trả lời đó. Không ai nói gì hết. Sau cùng mấy người đó đi tìm cái cô ánh đó xin cái việc này. Tại sao cái chùa này nói vậy? Mà tại sao? Mình chỗ nói là không biết như thế nào mà 30 mấy ngàn người xem cái này. Người ta mới đi tìm một bà ấy đó. Bà nói, đây là muốn biết cái chùa này nói gì tôi đưa ra. Nói có hai tháng rồi mà vô đây xong xin cái gì có mấy chục người. Nhờ bà này bà chê đấy. Bà đem vô chùa bà chê. Thì nó có kiểu nó tắt, chứ đặt là lương lại. Thì có người nhớ là các bạn nhớ là trong bà hai chiếc một làm phước hiệp thị hoài mà không biết chính cô yến này về sau khổ có công đức đó lên. Nếu con hiểu cái này cô thành phật rất dễ. Tự bà nói phát được bà lại thành là bao nhiêu người dù bà bằng vô đây xin được bao nhiêu này được gì đó nha. Chính là mình đừng có buồn khổ mà cảm ơn cậu nhờ cậu tạo cái lực.
cái chùa đó dễ dụ đem một quyển sách của chùa Tây Diệu vô mà bỏ được bỏ vô bao bỏ bao ống được cả chùa đó đấy, thành nó xịn quá trời. Bây giờ thành nó chỉ thiện tâm thì rất nhiều, nhưng mà tôi căn cứ tôi biết là 26 người thì còn nhiều sao tôi không biết. Bây giờ cái gì thiện tâm là lên trên 4.000 người rồi, mình không biết là cái không có cai, nhưng mà tôi thấy đó cái của cổ Yến nói là rất cảm ơn cổ, rất là nói tương chiếc thơ kìa, cảm ơn cổ thắp buồn và tại cổ cảm ơn. Rồi cô muốn về Phật giáo thì cô làm ơn cô học cho kỹ công thức đi, thiền thiền cho rồi cô về cô khỏi cần tạo công đức. Thôi sơ qua cái lời chú nói là coi như vậy á thì con để đó, nhưng mà con chưa tin liền để về gặp sư phụ ở chùa rồi bàn rồi nói chuyện lại, rồi lúc đó cho chú hay làm sao cái đó là để đi sao còn để đó. Rồi chú bảo thì nói vậy đó, hai xe một xe có được 10 xe đến đến đây là bao nhiêu tiền tôi trả tiền. Rồi một người tôi gọi cho làm tập báo tôi biết là tôi rút kết là theo lời số đó tôi biết ra là nó là nếu muốn thành lượng thì anh hả, nhưng mà nên nhớ là nói thì phải có người làm chứng chứ không phải là tôi nói vậy ông nói khác được mà nói còn tương tự mời tất cả những cao tăng đến là nói chuyện. Thứ hai là bao nhiêu tiến sĩ mà học ra đây nói chứ không phải là ông nói rồi anh hả. Và tôi biết là tất cả những người mà anh hán thì gọi là họ dẹp được cái lậu, tất cả các lậu mà trong cái tiểu thừa đó là dẹp tất cả các lậu là thành là xin lỗi với cái đất này mà dẹp cái gì à, tại ta không hiểu, ta tưởng là ngồi tu mà nó thanh tịnh là dẹp hết các lậu của con người, không có đẹp con người, không có dẹp đủ cái này đâu mà ta không hiểu nguyên tắc. Nếu mà người ta hiểu về cái quy luật nhân quả trên đầu trái đất này thì có hiểu là lá, và ta hiểu về cái quy luật luân hồi của trái đất nó như thế nào nó sinh ra cái này, ta hiểu vậy mới được. Thì bây giờ đây là thỏa mãn, bây giờ là cho công bố vị trí là tôi đồng ý là cho cái lượng thoải mái được à, nên nữa tới thì trước khi còn mấy còn nói ở đây một người ông phải làm cái tờ cam kết đàng hoàng ở đây phải nói những cái a la hán thôi, ông trình bày một cách rõ ràng. Thí dụ tôi hỏi ông một câu mà ông trả lời không được ông thua, tôi cũng vậy, hỏi tôi mà tôi trả lời được tôi thua, hoặc là tôi cho lên tới 3 câu thôi chứ không phải là một cứ cái lời hoài nữa, phải có trọng tài làm chứng. Thí dụ anh nói a la hán giải thoát, tôi nói giờ bằng cách nào đi về giải thoát cái gì, nên nhớ là giải có hai cái giải thoát nha, giải thoát rồi giải thoát cái thân tứ đại, anh hát giải thoát thân tứ đại, còn thiền tông là giải thoát sinh tử luân hồi, nó hai cái thế chứ không phải là nói không được, phải hỏi cái gì hỏi là vào thích tới sẵn sàng ha, cái sẵn sàng là tất cả ai muốn hỏi gì cao thấp là đây, mà cái đề tài gì phải nói đó. Bây giờ ông chùa Phật Quang thì nói với anh hát thì cái là đang tranh luận với anh hát thôi, còn ngoài kia thì có nói à, còn tình độ muốn vậy để đây